Biết bà bị biên kịch chửi thẳng mùa giải, Ngô Dược Phàm, Thái Tử Khôn cũng ê mặt không kém. Mới đây, biên kịch nổi tiếng của Trung Quốc là Uông Hải Lâm đã đăng bài chỉ trích Ngô Dược Phàm, Địch Lệ Nhiệt Ba và Thái Tử Khôn. Làng giải trí Hoa ngữ chưa bao giờ hết những chuyện thị phi, việc người nổi tiếng công khai chỉ trích người khác cũng không còn là chuyện mới lạ. Mới đây, việc biên kịch nổi tiếng của Trung Quốc là Uông Hải Lâm đăng bài công khai chỉ trích Ngô Dược Phàm, tiết lộ cả đời không muốn hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba và Thái Tử Khôn đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Biên kịch Uông Hải Lâm là một trong những biên kịch nổi tiếng và có tài của làng giải trí Hoa ngữ. Uông Hải Lâm cũng được biết đến là biên kịch cho những bộ phim nổi tiếng như Bản lĩnh Kỳ Hiểu Lam, Đều là họa của Thiên Sứ, Cùng ngắm mưa sao băng. Nổi tiếng là vậy nên những gì được đăng tải trên trang cá nhân của vị biên kịch này luôn được rất nhiều người quan tâm. Theo đó, Uông Hải Lâm chỉ trích Ngô Dược Phàm làm giả bảng xếp hạng khiến danh tiếng của cả bản thân và nghệ sĩ Trung Quốc bị sụp đổ. Được biết, cách đây không lâu, Ngô Dược Phàm cũng vướng phải bê bối gian lận để đoạt danh số album trên hệ thống iTunes của Mỹ. Sự việc này từng khiến Ngô Dược Phàm trở thành cái gai trong mắt dân mạng quốc tế và trong nước. Đồng thời, Uông Hải Lâm cũng nói thêm rằng cả đời này cũng không muốn hợp tác với những diễn viên như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Thái Tử Khôn. Vị biên kịch này cho rằng họ không hề quan tâm đến kịch bản, không chăm chút diễn xuất mà chỉ muốn mua giải thưởng và tăng lưu lượng. Cư dân mạng cho rằng lời của Uông Hải Lâm là để ám chỉ việc Địch Lệ Nhiệt Ba có diễn xuất kém cỏi, tác phẩm không có gì nổi bật lại trở thành thị hậu Kim Ưng 2018. Việc giành được giải thưởng này chắc chắn là do nàng mỹ nữ Tân Cương và đoàn đội đã bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để mua. Còn về Thái Tử Khôn, mua số liệu tăng lưu lượng là xuất phát từ việc anh chàng nổi tiếng quá nhanh sau khi tham gia Idol Producer. Nhiều cư dân mạng cho rằng nói Thái Tử Khôn không quan tâm kịch bản là sai, bởi lẽ anh chàng mới chỉ có một bộ phim đóng nam chính, lại là đóng trước khi nổi tiếng. Hơn nữa, Thái Tử Khôn thực sự có tài năng trong mảng ca hát và sáng tác, nên việc nổi tiếng là không có gì lạ cả. Nói đúng lắm, người thì làm xấu mặt nghệ sĩ nước nhà, người thì mua giải lưu lượng, đáng bị chỉ trích, ba người này đúng là không nên hợp tác cùng. Hợp tác cùng chỉ khiến danh tiếng đi xuống thôi, ủng hộ Uông Lão Sư. Ngô Dược Phàm và Địch Lệ Nhiệt Ba thì không nói, nhưng Thái Tử Khôn nổi tiếng nhờ âm nhạc, phim ảnh mới có một bộ đóng chính, lại từ lâu lắm rồi, vậy thì không coi trọng kịch bản ở chỗ nào? Đó là những bình luận của cư dân mạng. Bên cạnh việc đồng ý với Uông Hải Lâm, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự phản đối. Hiện tại, bài viết của vị biên kịch nổi tiếng này vẫn đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Còn bạn nhận xét như thế nào về lời nhận xét này?